Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình chia sẻ kiến thức cùng Tipka. Hệ thống điều khiển tốc độ tự động Cruise Control ngày nay đã trở nên quá quen thuộc với rất nhiều quý vị và cũng được trang bị trên rất nhiều dòng xe phổ thông, thậm chí là 500 triệu cũng đã có rồi. Hệ thống này thực sự là rất tiện dụng, cho chúng ta một cái cảm giác rất thoải mái khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là khi mà di chuyển trên cao tốc. Nhưng mà cái thời mà tôi mới biết lái, những năm khoảng 2004-2005, thì hệ thống này thực sự là rất hiếm, rất ít xe được trang bị. Chính vì vậy mà khi mà tôi lần đầu tiên được sở hữu một chiếc xe mà có hệ thống này thì tôi cảm thấy thích thú vô cùng, tận dụng mọi cơ hội để được trải nghiệm nó. Nhưng mà thông thường thì bất cứ thứ gì mà chúng ta mới sử dụng, mới tiếp xúc cũng đều có vấp váp. Và trong những lần đầu tiên mà tôi sử dụng Cruise Control, tôi đã từng có những cái sai lầm gì? Sau đây thì tôi xin được phép chia sẻ chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển để xem cái hồi mà tôi mới biết lái, tôi đã sai lầm khi sử dụng Cruise Control như thế nào. Trước khi chia sẻ chi tiết thì tôi xin được nói rất nhanh về cách sử dụng của Cruise Control để những quý vị, những ai mà vừa mới mua xe chúng ta không bị bỡ ngỡ. Trên tùy từng xe thì hệ thống Cruise Control có thể chỉ hoạt động ở giải tốc độ tối thiểu là bao nhiêu. Có xe thì khoảng 35 cây số một giờ, có xe thì khoảng 40 cây số một giờ. Và để sử dụng thì trước tiên là chúng ta kích hoạt bằng cách bấm vào nút bấm Cruise Control. Khi biểu tượng Cruise Control hiện lên, chúng ta bấm vào nút Set. Ngay khi chúng ta bấm vào nút Set là hệ thống đã được kích hoạt và chúng ta chỉ việc buông chân ga để chiếc xe di chuyển với tốc độ mà chúng ta cài đặt. Bắt đầu kể từ đây thì chúng ta bấm vào nút có dấu cộng hoặc trừ thì sẽ là tăng hoặc là giảm tốc độ. Ví dụ chúng ta bấm nhanh vào nút có dấu cộng thì sẽ là tăng một đơn vị. Bấm nhanh vào nút có dấu trừ thì sẽ là giảm một đơn vị, tức là giảm một cây số một giờ. Trên nhiều dòng xe khi mà hệ thống Cruise Control được trang bị là rất hiện đại và tiên tiến, khi mà chúng ta bấm và giữ vào nút có dấu cộng hoặc trừ thì sẽ là tăng hoặc là giảm 5 hoặc 10 km liên tục. Và để hủy lệnh thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta ấn nhẹ vào chân phanh. Hai là chúng ta bấm vào nút cancel thì cũng là hủy lệnh. Khi mà chúng ta muốn thiết lập lại lệnh thì chúng ta chỉ việc bấm vào nút rest, nghĩa là restore hay tiếng Việt là khôi phục lệnh. Trên hầu hết các dòng xe thì nút bấm Restore được đặt cạnh dấu cộng và nút bấm Set thì cạnh dấu trừ. Có nghĩa là hai chức năng được tích hợp trên cùng một nút bấm. Như vậy là việc sử dụng hệ thống Cruise Control cũng rất đơn giản. Thế mà tôi đã từng gặp phải những cái sai lầm khá là nghiêm trọng trong quá trình sử dụng hệ thống này. Đó là gì? Tôi xin chia sẻ ngay sau đây. Sai lầm đầu tiên đó là khi mà tôi di chuyển trên đường cao tốc. Đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng hệ thống Cruise Control khi mà di chuyển trên đường cao tốc tốc độ cao. Và khi mà bật Cruise Control lên thì tôi cho chân được nghỉ ngơi để cho đỡ mỏi. Bỗng xe phía trước giảm tốc độ. Thực sự là quá nguy hiểm. Khi mà xe phía trước giảm tốc độ mà chúng ta đang bật Cruise Control thì sẽ nguy hiểm hơn là không bật. Lý do là khi mà chúng ta không bật Cruise Control, quan sát thấy xe phía trước giảm tốc độ hoặc là đèn phanh đỏ sáng thì chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển chân từ chân ga sang chân phanh. Như vậy là trong quá trình mà chúng ta chuyển chân đó, ga đứng ngớt và xe đã từ từ giảm tốc độ rồi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta đang bật Cruise Control? Tôi cho chân nghỉ. Lúc đó thì gần như là chúng ta sẽ cảm thấy là muốn được nghỉ ngơi. Và khi xe phía trước giảm tốc độ, đèn hậu đỏ sáng, chúng ta chuyển chân lên chân phanh. Trong cái thời gian mà chúng ta chuyển chân lên chân phanh đó thì xe vẫn di chuyển với tốc độ rất đều, đúng như tốc độ mà chúng ta đang cài đặt. Chính vì vậy mà cái quá trình phanh nó sẽ đòi hỏi một cái lực lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì vậy mà tôi đúc kết ra rằng khi mà chúng ta bật Cruise Control di chuyển trên đường cao tốc thì chúng ta phải giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn. Thông thường thì trên đường thoáng, mặt đường khô ráo, chúng ta giữ khoảng cách là khoảng 3 giây với xe phía trước. Nhưng nếu bật Cruise Control, chúng ta buộc phải giữ khoảng cách xa hơn, có thể là 4 giây hoặc là 5 giây. Nhân tiện chúng tôi xin được chia sẻ một kinh nghiệm cực kỳ quý báu khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc. Đó là khi mà chúng ta nhìn thấy khoảng cách giữa xe của chúng ta và xe phía trước đang có nguy cơ rút ngắn dần thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Đó rất có thể là một gã dở hơi nào đó đang dừng xe trên cao tốc hoặc là đi tốc độ rùa bò trên cao tốc. Chúng ta cùng quan sát một tình huống sau đây. Không, đi quá này, không lùi được. Bấm đi, bấm báo động đi. Xe máy, xe máy, xe máy, xe máy.
Mày đừng lùi, rẽ sang bên đây ha. Ừ, rẽ sang bên cái đường này. Sao thế? Mày đi lùi này mà. Cái đèn ô tô kìa. Ấn báo động đi. Bắn nó báo động rồi đấy. Lùi sang bên. Không sang được, kinh lắm. Mày đi rẽ sang bên đường này. Không được, Mày rẽ bên sang bên kia đường chân kia đây, xong mày lùi lại còn hơn là mày đi lùi đường này. Từ từ. Sai lầm thứ hai trong quá trình tôi sử dụng Cruise Control, mà đây đúng là một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn. Khi mà di chuyển trong không gian đô thị, tôi thấy đường có vẻ thoáng. Đây là một con đường vành đai và tôi quyết định là thử dùng Cruise Control xem sao. Tốc độ đang di chuyển là khoảng 50 cây số một giờ. Công nhận là đôi khi chúng ta sau một ngày làm việc, chân của chúng ta mỏi và di chuyển trong không gian đô thị mà có Cruise Control cũng có lúc sướng. Nhưng mà đường xá Việt Nam thì đôi khi không chiều lòng chúng ta. Khi mà đang bon bon trên đường thì bỗng dưng một xe phía trước cắt ngang đầu. Bình thường khi mà không bật Cruise Control và di chuyển trong không gian đô thị, nếu như chúng ta quan sát thấy có những nguy cơ mất an toàn, chúng ta sẽ rút chân từ chân ga chuyển về chân phanh. Trong quá trình mà chúng ta rút chân đó thì chiếc xe cũng đã từ từ dừng lại bởi vì xe bị ngớt ga. Nhưng mà khi mà bật Cruise Control, trong quá trình mà chúng ta di chuyển chân lên chân phanh, thì lúc đó xe vẫn cứ lao đi với tốc độ mà chúng ta cài đặt trước đó. Và đây thực sự là một tình huống quá nguy hiểm. Và sau cái lần dại dột và ngớ ngẩn ấy thì tôi mới nhận ra rằng tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ thử sử dụng tính năng Cruise Control trong không gian đô thị. Sai lầm số 3 đó chính là tôi không hiểu rõ về hệ thống Cruise Control trên chiếc xe của mình. Thông thường trên các dòng xe hiện đại thì hệ thống Cruise Control không chỉ can thiệp vào chân ga mà còn can thiệp vào cả hệ thống phanh. Nghĩa là khi mà chúng ta lên dốc hoặc là đường bằng phẳng thì không sao, nhưng mà khi mà chúng ta xuống dốc thì các dòng xe hiện đại thường là tác động cả vào phanh nữa để giữ tốc độ được ổn định. Nhưng mà trên các dòng xe đời cũ hoặc là hệ thống Cruise Control ở mức độ là cơ bản thì nó chỉ can thiệp vào hệ thống chân ga thôi. Ví dụ như là khi chúng ta đang di chuyển với tốc độ khoảng 50 cây số một giờ ở một đoạn đường giới hạn tốc độ là 50 cây số một giờ, nhưng mà gặp đúng cái đoạn mà đường đang dốc xuống thì rất có thể tốc độ của xe sẽ tăng lên tới khoảng 55 đến 56 cây số một giờ. Như vậy là chúng ta đã vi phạm tốc độ mặc dù trước đó chúng ta đã cài đặt tốc độ Cruise Control. Chính vì vậy mà chúng ta cần thử và tìm hiểu kỹ về hệ thống tự động Cruise Control trên chiếc xe của mình để đề phòng những trường hợp mà khi mà chúng ta đi gặp cái phải cái con dốc thoai thoải đi xuống đường thoáng mà chúng ta vô tình thì rất có thể là sẽ bị vi phạm tốc độ. Trên đây là một vài chia sẻ của chính cá nhân tôi trong quá trình sử dụng hệ thống kiểm soát tốc độ tự động Cruise Control. Còn quý vị thì sao? Quý vị đã từng gặp phải những cái tình huống gì? Và quý vị có thêm những cái kinh nghiệm gì trong quá trình sử dụng hệ thống này? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tipca.